Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình AirDrop nhận 600 token đích lưu HX này các bạn. Chương trình AirDrop này nó sẽ phân phối vào ngày 24 tháng 12 năm 2020 và sẽ list sàn Uniswap luôn các bạn. Để tham gia chương trình hôm nay mình list phần link mô tả mở Telegram gặp bấm nút start chat chatbot các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller 3 kênh này các bạn. Một kênh nè. Rồi bạn mới đáp lên các bạn, hai kênh nè. Chuyện này gấp này mới ra hay sao có ít thành viên ít quá ta. Rồi các bạn quét up lên các bạn, rồi bạn bấm chat nha bạn. Rồi những kênh tên là mình join rồi thì theo world thì các bạn cũng chỉ kiểm tra thôi các bạn. Rồi các bạn chỉ việc follow theo world và request sẽ binnet binbot thôi mà. Nhiệm vụ khá là đơn giản luôn. Bạn chạy giờ bạn theo dõi nè nghe các bạn. Và các bạn chờ lót dự án chút xíu các bạn. Đây sao nó không có tờ quyết, chưa có gì chứ ta. Thường thì mình làm những dự án cũng không có tờ quyết nó cũng vẫn vậy, ok bình thường các bạn yên tâm nha các bạn. Rồi bạn bấm submit detail nè. Rồi bấm next step nè các bạn. Rồi các bạn điền lại username tờ Twitter của các bạn. Cộng MMO Ngọc Anh. Rồi bấm set nha các bạn. Rồi bạn bấm balance đi check số cần nha các bạn. Mình đã nhận được 600 nè, các bạn bấm withdraw. Withdraw vào ngày 24 tháng 12 năm 2020 nha các bạn. Rồi vậy video mình đây kết thúc nha các bạn. Khi nào có góp tiền thì mình sẽ cập nhật cho các bạn nha các bạn. Vì mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.